con nữ nhi son sắc gian tòa. Kia rừng núi chẳng ai đường xa, vững tâm cất bước. Xin thánh hoàng thương xót, chồng tôi phải chịu nỗi oan, đầy tấn lòng vì non mịt mây đen kéo tối ầm, đau lòng thơ nọ chốn hà ấm, đồng xương vô đình sương phao trắng, dũng máu phi thường cỏ ngập gió chốt giật giờ nơi chiến nhiều, đèn trời leo lét dầm u lâm, nghĩ thương con tàu sao dời đồi, vắng vẻ đêm trường tiếng về ngâm. Trời ơi, bọn bố chính hãm hại Dương Lành, hống hách khinh người không thể nào chịu được. Bọn chúng dám lộng quyền đến thế này ư? Làm sao dân tình sống nổi? Còn ta, giữa chức tri phủ nhỏ nhoi này, ta biết phải hành động ra sao? Phu quân, chàng có điều chi khó xử mà gương mặt không vui? Ta vui thế nào được hỡi phu nhân, khi mà bọn tham quan cứ mãi lỏng quyền, chống lại chúng thì mang tội chống triều đình, mà nghe theo chúng thì dân tình vô cùng khốn khổ. Trên đất địa này dân Việt và dân vùng láng thế nghèo khổ đã sống kề cận bên nhau biết bao đời. Họ đã phá rừng đốt rẫy, trồng trọt cây cài, đào kinh lưới cá. Họ đã đổ máu và nước mắt để xây dựng xóm làng, yêu thương nhau còn hơn tình ruột thịt. Thế mà bọn nhà giàu cứ bỏ tiền ra đúc lót quan trên, cướp quyền sinh sống của muôn dân. Chàng nói gì mà thiếp không hiểu? Đây, nà hãy xem đây, tổng đốc huyện và bố chính truyện vừa ra lệnh cướp quyền thủy lợi của dân láng thé để giao về cho bá Hậu Vinh. Dân đã đói khổ càng đói khổ nhiều hơn. Ai dám làm chuyện đó? Rạch láng thé là của vua ban cho dân hưởng lộc đời đời. Nhưng mà nhưng mà ta phải thi hành lệnh đó trong nội nhật hôm nay. Nàng có biết là ta giống như một người bị chôn chân trong bốn bức tường của cái thế trung quân, không dùng dậy được. Ta mà cãi lệnh tổng đốc thì mang tội chống triều đình, cực lòng ta muốn chết đi được. Nhưng mà phu nhân ơi, ta nào ham cái bả vinh hoa phú quý này đâu. Thiếp không hề dám nghĩ tới điều sai trái đó. Ngày chàng thi đỗ giải nguyên tại thành Gia Định, hôn lễ mới cử hành. Chàng phải đi làm quan ngoài bộ lễ xa xôi, ôi cái tuổi thanh xuân mới gặp đà lẫn đần, xa cách muôn trùng nào dám than gian. Nàng không muốn ta bận biểu chuyện thế nhi, rồi mất dần chí khí làm trai, quanh quẩn xó nhà phí phạm tương lai. Thiếp vốn không ưa con đường hoàng lộ, chẳng mấy kẻ thanh liêm mà lâm đưa ương hèn. Tình
chàng thắng ngay chung về rất tâm áp hại. Lòng ta thanh bạch không chút bận nhơ, bị đài về phước long nhưng không nể bọn tham quyền. Bây giờ phủ trà giang đầy tham quan ô lại, quan tổng đốc và phủ chánh gian danh ở chỗ này. Chàng chỉ một thân một mình không tồn tại nổi đâu. Phu quân, đã mấy hôm rồi thiếp có lời cầu xin với phu quân cho phép thiếp được trở về Biên Hòa để phụng dưỡng cha trong lúc tuổi già xế bông. Thế là nàng vẫn không đổi ý, nàng bỏ ta ở lại một mình ư? Xin nhật nguyệt chứng tri cho lòng thiếp hôm nay, không một phút giây nào thiếp muốn rời xa. Chỉ muốn cần về nhau, nhưng còn cha thì ở tận miền Đông. Mà thiếp đây muốn được bao đền, công ơn dưỡng dục sanh thành, mà chàng thì ở quá xa xôi. Phải làm sao? Ta hiểu mà, nàng giận ta, không muốn ta sống trong kiếp chim lòng cá chậu trong thời buổi này đấy. Giặc Pháp đã chực chờ đánh chiếm nước ta, triều đình nhu nhược, vua quan an bề thủ hưởng, chẳng kể gì đến cái quả xâm lăng. Người u thời mẫn thế cứ nhìn giận nước sao khỏi đau lòng. Vậy mà ta làm quan cũng chẳng ra quan. Thôi thà về dân sống đời ruộng rẫy, miễn sao tấm lòng thanh bạch, còn hơn đi làm quan dân khổ chẳng dám than, dân quan không dám xét, cực lòng ta đến chết đi thôi. Phu nhân, nàng bảo ta phải làm gì? Thiếp chẳng còn lời lẽ nào khôn ngoan hơn, tùy chàng định liệu. Tội khi quân tôi không hiểu được các ông. Lệnh vua ban cho dân hưởng lộc đến ngàn năm, ai dám xâm phạm lấy đất bán cho bá hộ dinh, rồi còn buộc tôi cái tội phản loạn, thật đê hèn bè lũ tham ô. Khốn kiếp, mi sư dân làm loạn, đã chém chết cha vợ ta là bá hộ dinh tại Kình Lãng Thế, chính mi là kẻ giết người. Bây giờ không được phép rời khỏi dinh thự này. Chờ ta báo tin cho tổng đốc đi tiểu trừ quân phản loạn. Quân sĩ đâu? Hãy đến Kình Lãng Thế bắt hết nhà trẻ gái trai, không chừa một người nào, đốt sạch nhà cửa, kẻ nào chống lại cứ giết. Giết! Quan bu chánh ơi, ông không có quyền tàn sát lương dân, vì họ là những người đầu tiên đến chốn hùng thiên, rắn rít rừng rậm quen. Họ đã đổ mồ hôi trào tuôn nước mắt, nắng sạm da cháy, chịu đựng biết bao gian khổ mới sống nổi trên mảnh đất khô cằn. Không thể nào nói hết những nỗi nhọc nhằn của những người khai sông tiền sông hậu, đến những nơi đầy chương khí sương lam,
mốc đất thành mương môi đầm lầy tìm dòng nước ngọt đào kinh bằng giáo mát bằng gậy tầm dâm để đến bây giờ mới có được dòng kinh lang theo nói như ngươi thì triều đình không có công lao gì trong việc khai quang tận đất không có quan quân thì ai mở rộng cõi bờ ai trừng trị loài thảo khấu để lũ dân muôn bình yên mà sinh sống mà lập nghiệp ở vùng đất xa xôi này bây giờ thì kể làm chi nỗi đau khổ của người đầu tiên đi cai sơn phá thạch quan cướp quyền cũng được vua ông ban ơn vô đức thì cũng xong cần gì phải nghĩ đến cấm có của những người đã chịu lắm gian lao trên mảnh đất quê nghèo. Ta chỉ khuyên các người chớ tàn sát dân ta, bao nhiêu tội tình của họ một mình ta gánh chịu, chính ta hạ lệnh cho dân nghèo bảo vệ dùng kính lá thế. Nay thì máu đã đổ có người đã chết, ta sẵn sàng chấp nhận bao thứ cực hình. Quân sĩ đâu? Dạ! Hãy bắt tên sát nhân Bùi Hữu Nghĩa! Hoàng Bố Chánh, tôi là tri phủ huyện Trà Giang, chỉ có triều đình mới có quyền bắt tôi thôi. Ta là Hoàng Bố Chánh cai trị tỉnh này, ta thay mặt triều đình bắt kẻ phạm tội sát nhân, với cộng ba Hổ Vinh, người có công lớn với triều đình. Quân sĩ! Dạ! Hãy hạ ngục kẻ tội đồ, cho triều đình xét xử!